thưa quý vị và các bạn. Chiều nay Ban chỉ đạo đề án 515 tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện đề án tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ và đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2013-2020. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo 515 tỉnh, chủ trì hội nghị. Những năm qua, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin luôn được cấp ủy chính quyền các cấp quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo đã tiến hành trích lục thông tin về liệt sĩ cho 1.275 trường hợp, giải mã ký hiệu phiên hiệu địa bàn liệt sĩ hy sinh 1.386 trường hợp, hướng dẫn 962 thân nhân liệt sĩ làm thủ tục đi tìm kiếm, cất bốc, di chuyển hài cốt theo quy định, cung cấp thông tin cho 657 trường hợp theo quản lý ban đầu về liệt sĩ để hoàn thiện thủ tục đề nghị giám định ADN, hướng dẫn tổ chức lễ truy điệu an táng liệt sĩ theo đúng nghi lễ và phong tục tập quán của địa phương đảm bảo trang trọng đối với 463 hải cốt liệt sĩ được di chuyển về địa phương. Ngoài ra, đã tổ chức điều tra thông tin in trên 22.000 hồ sơ liệt sĩ, trên 18.000 mộ liệt sĩ và 134 nghĩa trang liệt sĩ có phần cập nhật kịp thời vào phần mềm quản lý thông tin liệt sĩ của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Hưng yêu cầu trong thời gian tới, cần tăng cường kết nối chủ động kết nối khai thác và tận dụng tối đa các nguồn các kênh thông tin xác định từ các tổ chức cá nhân nhân chứng để thu thập tài liệu có liên quan đến quân nhân hy sinh trong chiến tranh từng bước hoàn thiện nguồn thông tin thành hệ thống phục vụ, vụ công tác tìm kiếm quy tập và xác định liệt sĩ còn thiếu thông tin hoàn thiện việc lập bản đồ tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh tiếp tục ra soát hoàn thiện hồ sơ danh sách liệt sĩ quê hương hương yên an táng ở các địa phương trong nước và nước bạn lào campuchia cung cấp trích lục thông tin liệt sĩ hướng dẫn thân nhân gia đình liệt sĩ làm thủ tục giám định adn phục vụ công tác xác định hài cốt liệt sĩ tiếp nhận và tổ chức lễ truy điệu an táng hài cốt liệt sĩ do các đơn vị bị bàn giao về địa phương hoặc do gia đình tự di chuyển về